Mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn à, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ha. Hôm nay tiếp tục con mời quý chú ghé lại vườn của anh Chọn tại xã Mỹ Thành Trung, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long, một cái khu vườn cũng khá là quen thuộc với tất cả quý cô chú anh chị yêu cây kiểng bonsai trên cả nước rồi. Hôm nay thì anh giới thiệu đến quý chú một số cái cây mini bonsai mà mini thì cũng già quý chú, và đặc biệt có một cây ngâu nè quý chú. Cây ngâu này mình chơi dáng liễu rủ, hoặc là mình cái này nè, giống như cây gậy ông thọ. Nói chung là mình về mình có thể phá thế ra, mình chơi cái gì đó, một cái đột phá tùy thích ha. Đó, một số cây các dòng quen thuộc, chào Phúc Kiến, Mai Chú Thủy. Đó. Thì con mời quý chú cùng gặp lại anh ha, giới thiệu cho mình chi tiết vào luôn ha. Rồi em chào anh Chọn ơi. Kính chào cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Thì hôm nay cũng có về một số cây mới, chủ yếu là mini cho anh em mình dễ chơi ha. Và một số cây lạ lạ chút xíu, cũng rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị giống như những lúc trước. Em xin cảm ơn. Và dạ, để không mất thời gian thì em vô cây số 1 là cây Mai Chú Thủy da đen lá lớn. Da đen lá lớn. Da đen lớn, cây này già dữ lắm, già rồi. Phơm dù anh ha. Tàn dù chứ không có vô bài bản gì hết. Tàn dù nó tròn xe luôn quý chú ơi. Tròn xe như là cây dù vậy đó. Y gan cây dù. Đế thì cũng chơi tạm mà, chứ đế không có đẹp gì mấy nè. Mà được cái cũng sạch cây anh ha. Sạch cây, không bọng bể gì hết, không có hẻo dít gì hết. Nam cổ dàn dâm cũng khiếp không. Dạ, 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 chi dâm. Ăn đi đo hoành luôn. Cây thì sạch cây. Hoành nó 26 nè. Dạ. Đế thì có cũng... thân là tới trường cành nó khoảng 2 tấc. Tới cành 1, 2 tấc. Tổng chiều cao nó là 60. Dạ. Đường kính cái tàn nó tròn luôn. Và nó 75. Rồi, 75. Cái bộ dù này nhiêu đây? Mã số 1. Này cũng có đế nè, ví dụ đế nó nằm ra. Đế thì cũng chơi tạm được thôi chứ không có đẹp. Đặc biệt cái dàn dâm nó dữ lắm. Cành số 1 nó bằng ngón chân cái em nè. Ảnh chưa có tháo hết dây luôn chứ, mà dây này thì nó đã dây chỉ còn 1-2 cọng ở dưới rồi, ở trên thì hết rồi. Rồi cái mã số 1 nó lưu giá là 2 triệu. Em bao ship toàn quốc luôn. Cho em dòng nữa anh Chọn. Để cho quý chú thấy được cái thân nó liền lạc sạch sẽ, không có bị lỗi. 2 triệu em bao ship toàn quốc cây này. Cái đường kính cái bộ đất nó là 35. Cây này đang nằm mô em bứng nè. Rất là già quý chú ơi. Cây này cũng được người ta dời tới giờ luôn 2-3 lần rồi. 2 triệu thôi, bao ship toàn quốc. Cây này một cây dù đúng luôn. Khi nó ra hoa treo lồng thồng thồng đây rất là đẹp nè. Tàn dù tròn xe ha chú, mịn luôn. Dạ. Rồi. Cái cây số 2 cũng là một cái phôi Mai Chú Thủy da đen lá lớn. Dạ. Cái phôi quái. Mặt tiền nó bên đây. Cái phôi này theo em khi em chơi là em sửa ra một cái gừng trên núi ha. Dạ, gừng trên núi. Gừng trên núi mình đây nè cô chú ơi, mà anh dịnh lên đây nè. Những cái này mình sẽ lấy rừng nè quý chú ơi. Mình chơi xa xa bắt một cây á. Dạ. Chơi tổng này khoảng 7 cây hoặc 9 cây được rồi. Cây này là cây chủ. Đây mấy ngó này lên nữa anh em lượt lại ha. Chủ 7, 9, rừng, 10 mấy đó tùy thích quý chú ơi. Rừng trên núi rất là đẹp. Cây này em đo tổng cái hoành như vậy đi. Tổng hoành đế vậy đi. Hết thước nữa còn khoảng tấc mấy nè. Tính khoảng 1m6 đi. 1m6. Chiều dài. Chiều dài của nó là 65. Dạ. Ngang nó khoảng 40. Dạ. Và cao nó tự mặt bầu lên tới đỉnh này nó 50. Cái đây là 50. Cái thân lớn nhất của nó. Và nó 37. Cái này là 37. Chỗ đây có 1-2 điểm lũa nè. Lũa mà nó cũng sành hết trơn rồi. Đây. Từ đây khoảng tấc rưỡi nè. Dạ. Trên đây có 1-2 điểm nhỏ nên nó sành hết rồi. Này nó dơ lưng lên cho nên nó cũng bị một vài cái tác động rồi này nọ anh ha. Cây thì chú thủy già vậy anh em không có sợ nó hư. Bể vậy nó kéo lại hết trơn, sành tá hết trơn. Lấy mấy cái này lên ha, làm thân, làm rừng. Rồi. Rồi, cái mã số 2 này em giao lưu giá là 2 triệu tư em bao ship toàn quốc. 2 triệu tư. 2 triệu tư. Một bệ Mai Chú Thủy. Bao ship toàn quốc. Mấy cái lỗ này nữa về có thể anh em mình phối đá vô cũng được đó nè. Lỗ trống trống nhét 1-2 cục đá vô rất là đẹp.
Dạ, 2.4 ship toàn quốc luôn. Rồi, dạ rồi, mã số 2.4 em bao ship toàn quốc. Đó, số 3 là một cây ngâu bông vàng. Một tác phẩm ngâu này quý cô chú ơi. Ngâu vàng mà cây này cũng già cây lắm rồi. Cái ngâu này, cái co này người ta bẻ nhặt về là anh em biết là người ta bẻ từ nhỏ ha. Từ nhỏ mà lớn cỡ này là cái ngâu này theo em nghĩ nó không dưới mà 10 năm tuổi đâu. Dạ. Bẻ theo dáng rũ vậy. Vậy có thể anh em mình lượt bỏ một hai cành cho nó thoáng bớt ha. Rồi, dáng liễu. Dáng liễu rũ. Cành rơi. Chiều cao nó 1m15. Từ mặt đầu lên tới cái co này 1m15. Từ cái co này xuống tới cái cành gớt này nó tính 80 nè, tới đây 80 nè. Dạ rồi. Thân nó 21. Đó. Thân 21. Dạ. Cái tàn ngang vậy là khoảng 45. Mấy cái cành này thì cỡ nó út em nè. Đây, cỡ... cái co nè thấy chú. Đặc biệt là cái co này rất là ngặt ha. Có thể lấy làm cái cây gậy của ông Thọ anh ha. Này theo em được thấy hôm hội chợ ở ngoài miền Trung là có ông Thọ đứng cầm cái cây gậy cây xanh đó, cũng dáng giống giống cây này nè. Cái này vậy nên mình mua ông Thọ bằng đá cái mình thối vô cầm vậy rất đẹp. Dạ. Đó như vậy đây. Cầm vậy luôn ha. Rồi. Rồi cây mã số 3 cây ngâu bông vàng. Cho em vòng đi anh, cho em vòng đi. À, qua cái mặt lưng này cái. Rồi rồi anh dừng. Không không. Anh quay lại với vị trí này. Đây. Đây cho quý chú tận thấy cái co này như thế nào ha. Cây này đế cũng thường thôi chứ không có quyết gì mấy rồi nè. Dạ. Đế chỉ tạm được thôi. Cây nhỏ nhưng mà già cây nha quý chú. Cây ngâu này già. Đây cây có một thẹo á. Thẹo đường kính này nó khoảng 5 phân. Dạ. Hồi đó nó có mấy nhánh người ta chặt bỏ luôn anh ha. Đây. Làm cái thân một cốt. Rồi giá ngâu luôn anh ơi. Vàng. Em giao lưu giá là 1.8.000, em bao ship toàn quốc. 1.8.000 à, thôi anh hả? 1.8.000 rồi, cục đất này thì nó cũng cỡ 20-20 mấy ký em ship này đi cũng căng dữ lắm. Cây ngâu này nếu mà mình chơi cây gậy cũng được, chơi dán liễu cũng được, mà chơi văn nhân vẫn được nha quý chú, chơi văn nhân vẫn đẹp nha. 1.8.000 chú lượt lại mình số cây cành chơi quốc. Văn nhân là đẹp lắm. Ngâu bông vàng này có mùi thơm cũng giống giống nguyệt quế vậy của chú anh chị. Dạ. Rồi, 1.8.000 thôi. Tới số 4 là một cây bùm sụm hay còn gọi là trà khúc kiến đó. Cây này thì tàn đa ha. Cây này theo em là anh em mình làm phối tiểu cảnh đẹp lắm nè. Nó có cành bay ra nè. Anh em mà làm tiểu cảnh từ bên trái nó bay qua bên phải. Cây này rất hợp làm tiểu cảnh nè. Rồi. Cây tàn đa. Chiều cao của nó là 40. Tán ngang nó là 45. Ngang 45. Bình thân nó 21. Dạ. Một góc đặt nó có 4 thân. Đó. Rồi, cây này cũng khá là già cây nó. Đang nằm chậu là lọt lòng là 38 nè. Trà Phúc Kiến. Cây mã số 4 này với lưu giá là 1.1.000. Em bao ship toàn quốc không chậu. 1.1.000 thôi anh hả? 1.1.000 không chậu bao ship toàn quốc. Đế đẹp. Cây này đế quái. Chi cành nuôi cũng lâu rồi. Cây này hầu như hết dây rồi. Chỉ dặn 1-2 cọng sơ sơ 1 cọng vậy thôi. Tháo ra vẫn được. 1.1.000 bao ship không chậu anh ha. Bao ship toàn quốc, không chậu. Này đóng thùng đi cho quý chú. Để cái chậu nặng quá. Em vô thùng mót sợ nó bể thùng mót thì ảnh hưởng tới cây mình nữa. Dạ rồi. Cái số 5 là một cây mai tử thủy kim giòn. À kim giòn ha. Cây này kim giòn. Dòng kim giòn. Dáng siêu siêu đúng rồi. Siêu siêu bay bay. Mai tử thủy trung nu rồi nu gò công, nu đột biến anh em cũng thấy trên kênh rất là nhiều quá. Nhưng kim giòn thì nó lâu mới kiếm được cây già vậy. Dạ. Yeah. Từ bộ đế nó quái lắm á. Cây thì sạch sẽ không có bọng bể gì hết. Có mấy cái mâm này thì lúc trước ông chủ ông chơi ông để mấy nhánh phượt lên quá cho nên mấy cái dâm trong là mấy trong nó mát quá nó hơi bỏ một hai chỗ vậy anh em mình lượt lại là nó sẽ tốt rồi thôi. Dạ. Yeah. Rồi. Chiều cao nó 60. Nó ngang từ tay bên đây qua tới tay bên đây là nó 60 luôn. Cao 60 ngang 60.
nó tổng cái hoành đế như vậy, nó 53, một thân của nó 14. Dạ, một thân 14. Cành thì nó cỡ ngón tay chỏ em hết trơn rồi nè. Đó. Dạ. Mâm thì đây chạy đặc luôn. Đặc biệt là không có một lỗ gì trơn anh ha. Liền không là một lỗ gì hết. Mai chú thủy kim giòn là anh em mà chơi bông nó là vô địch trong tất cả các loại mai chú thủy nha. Rồi, giá cho em luôn. Rồi, mã số 5 cũng 1,1 triệu, em bao ship toàn quốc luôn. 1,1 triệu. Để em đo cái bầu về cho anh em mình lượng mua cái chậu mà chơi ha. Đường kính bầu nó 32 nè. Dạ rồi, giá là 1,1 triệu hay 1,1 triệu em bao ship cho mình toàn quốc luôn. Chú ưng cây nào thì ủng hộ cho anh nha, cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho kênh con Trấn Thành, cảm ơn quý cô chú. Số 6 là qua là phim qua xưa. Này chơi cặp luôn anh hả? Này em bán một cặp mà không có bán lẻ, bữa hai em có hai cây à. Phim qua xưa. Phim qua xưa mà anh em kiếm một cây cỡ này là hiếm dữ lắm à. Phim qua xưa là nó không có lớn. Em chơi nó cũng 5 6 năm nay rồi, em chưa từng thấy cây nào mà nó lớn hơn cùng tay mình hết chứ. Dạ. Yeah. Này kiển cổ là dáng là tam tòng tứ đức. Rồi. Ở đây 3 tay, đây 4 tay. Tam tòng tứ đức. À, biểu hiện cho một chiều cao cây đức. Cao nó là 30 nè. Cây nhỏ nó 13. Hoành thân thì nó cỡ cái đầu dứt lông, đầu nhỏ dứt lông mình nè. Dạ. Đó. Thân thì lắc lượng ha. Rồi. Cây này tới cây kế. Đó. Này cũng vậy luôn, tam tòng tứ đức luôn. Tam tòng tứ đức một cặp. Cao nó 29. Ngang nó về nó 25. Dạ. Từ tam đây qua tới tam đây. Bình thân thì đúng cỡ cái đầu nhỏ dứt lông mình nè. Dạ rồi, một cặp. Một cặp mã số 6. Cho lên luôn đi anh ơi, cho quý chú nhìn lại cái nữa. Đó, đó. Tam tòng tứ đức thấy quý chú. À, cái nét phẩm chất dòng chim ba xưa ít của người làm, anh em kiếm 10 cái cây một cặp mà nó giống nhau 9-10 là khó lắm á. Cây này chỉ giống 7-10 thôi, thân này thì cong, thân này hơi đơn chút, nhưng mà anh em kiếm cặp thứ hai kim ba xưa mà giống vậy cũng hiếm lắm. Dạ. Rồi một cặp này em giao lưu giá là 1,1 triệu, em bao ship toàn quốc. Một cặp kim ba xưa, mai chưa thủy kim ba xưa. Kim ba xưa chứ không phải là kim thanh mai nghe anh em. Dòng mai nó khác, kim ba xưa nó khác. Thấy. Dạ rồi, 1,1 triệu. Chị mốt mã số 6. Rồi tiếp tục luôn đi. Số 7 là cây linh sam song hình ghép linh sam 86. Linh sam song hình nó gốc song hình này rất là mạnh. Còn 86 thì nó xiên bông. Kết hợp lại anh em mình chơi là rất là ok luôn. Rồi. Bữa nay cây nhỏ nhỏ nhiều chú, có một số cây dáng rất là độc đáo ha. Mình xem này thì mới vô chậu. Mới vô chậu, mới ép chậu nó. Gông này cũng mới trồng luôn. Vậy anh em mình xịt xương xương nó chừng vài ngày là gông này tỉnh lại à. Rồi. Chiều cao thì nó cỡ dứt lông mình nè. Cao dứt lông. Rồi cái tàn từ trên chỗ này xuống tới cái tàn gớt nó là khoảng 2 tấc. Dạ. Cái quành chỗ này thì nó cỡ nó chừng trái mình nè. Rồi. Rồi 550 em bao ship toàn quốc mã số 7. Cây linh sam song hình ghép linh sam 86. 550. 550. Rồi, tiếp tục luôn. Ơi số 8 mình có bán một cặp. Cây kim ma xưa và một cây sam hương. Một cây sam hương. Sam hương mini. Cây sam hương thì nó có hai rễ vậy đó. Trên thì nó quá vậy đó. Dạ. Yeah. Đầy đủ hết trơn chi cành luôn chú ơi. Và một cây cũng kim ba xưa. Chiều cao cái cây sam hương này nó cỡ một ngón tay mình nè, từ cái mặt chậu lên tới cái đỉnh đó nè. Dạ. Yeah. Cái thân này nó cỡ đầu đũa của em nè. Cái rễ này nó cỡ đầu đũa mình nè. Còn cây kim ba xưa dáng đổ, dáng bán đổ. Thì cái thân thì cũng cỡ cái đầu đũa mình. Dạ. Yeah. Đó, tổng cái tàn đổ nó khoảng 2 tấc luôn. Cao thì khoảng chừng 1 tấc rồi, từ con chậu lên. Kim ba thì ít thấy có dáng đổ anh ha. Đây được cây bán đổ nè quý chú. Tổng chiều cao từ đó chậu lên nó khoảng 22. Rồi, giá sao đây? Đơn giản vậy thôi. Mã số 8 bán một cặp này là 600 ngàn, em bao ship toàn quốc. 600. Chỉ có 600 ngàn thôi. 2 cây.
hai cái chậu luôn vậy đó anh ha, xếp bao, đi là qua quấn đi hết nguyên combo vậy nè. Dạ. Vừa chậu vừa cây, hai cây vậy. 600 thôi chú. Rồi tiếp luôn. Ở số 9 là một cây nguyệt quế. Nguyệt quế lá nhỏ bông chùm. Lá chung, lá sắn đó. Lá sắn bông chùm cũng không một bọng hay là tuột chỗ nào hết. Cái đầu này em gọt ra cho anh em mình coi nè ha. Tới cái da sống rồi nè. Không có tuột nha. Nguyệt quế thì rất là dễ tuột nhưng mà cây này không có tuột. Đó. Vậy nên mình xử lý thêm lại. Máy này thì máy dễ treo, em cắt cho nó gọn lại. Cây này nhìn đơn giản nhưng mà nó cũng nét lắm luôn chú. Có mấy trăm ngàn thôi. Vậy anh em mình gịch cái cành này xuống cho nó gớt xuống xíu là đẹp lắm nè. Dạ. Ngọn cành số 1 ha, đầy đủ. 2. Phong. Phong là tư rồi, ngọn rồi có sẵn hết trơn rồi. Chiều cao nó là 45. 8 ngàn nữa. Cũng 45 luôn. Dạ. Hoành thân nó 19. Dạ, 19 động chữ C đẹp lắm ha. Đây, mấy cái rễ này là có rễ mồi xuống hết trơn rồi anh em. Nó không phải cây mới bứng đâu ha. Cây này ta bứng để trồng mô lâu lắm rồi. 800 ngàn em bao ship toàn quốc cây nguyệt quế này. Dạ, 800 thôi quý chú ơi. Ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Cây này đóng chắc cũng phải đóng thùng nữa anh hả? Cây này chắc cây này khi đi em bỏ bớt đất anh em, vì cái bầu nó đất không nặng quá. Rồi số tiếp 10. Cái tre luôn đi anh ơi. 10 là cây tre. Một cây tre đùi ếch. Tre đùi ếch. Cây giữa này thì nó chết rồi, nó khô rồi. Dạ, đang lên cây con đây. Tre già măng mọc anh em để trên bàn làm việc là chơi phong thủy rất là ý nghĩa ha. Rồi. Tre già măng mọc. Cây lớn thì nó khô rồi nha quý chú. Nó khô nhưng mà vẫn nằm đó, nó không có một gớt ở đâu anh em sợ ha. Dạ. Nó cũng như tre mình thôi. Hạo chiều cao nó tới cái cây còn sống thì nó 30 nè. Tới đỉnh cái cây khô nó 53. Rồi. Đang nằm chậu thì 20. Cây thì nó cỡ cái đầu dưới con mình nè. Rồi chỉ có 400 ngàn em bao ship toàn quốc kể cả cái chậu nhựa này luôn. Dạ, 400. 400 mã số 10. Tiếp tục luôn anh ơi. Tới 11 là một cây đinh sam sông Hinh. Kết đinh sam 816 giống như cây hồi nãy. Dạ. Cái này hôm nay hàng nhỏ nhỏ dễ thương nhiều lắm luôn chú. À, cây này cái bộ đế nó cuộn ha, nó sổ vậy đó. Cái này cũng 550 luôn. Đồng giá với cây hồi nãy, anh em nào coi trước thì được ưu tiên lựa trước ha. Thấy cây này cũng 90 đó chứ không cây nào hơn cây nào cũng nhiêu. Chỉ cao thì có một gang tay em nè. Đây. Em so sánh với cái chiếc lông á. Dạ. Rồi, rất là dễ thương, cầm tay. 550 ngàn, bao ship toàn quốc kể cả cái chậu vậy luôn. Rồi, tiếp tục giúp em luôn. 11, 11. 12. 12 là quay trái lại kim giòn. Mai chú thủy kim giòn. Kim giòn phong trực lắc anh hả? Trực lắc này bài. Cũng vô cây bài à. Đó. Nhỏ. Mấy cành này cũng định hình cũng được 70% rồi. Đặc biệt cái dòng kim giòn này là bông là quanh năm suốt tháng nè, em coi bông đó nè. Đây, quá trời bông luôn. Rồi bông nó thơm dữ lắm. Dạ. Thơm hơn tất cả các loại mai chú thủy khác đó. Cây này cũng được nuôi thời gian rồi chú ơi. Kim giòn ít thấy có nuôi cây bài. Cây này xưa nó cắt phôi đây nè. Trực lắc. Đó, cắt phôi nè. Ta nuôi được cành lớn này lâu lắm rồi. Chiều cao nó khoảng 15, tính tới đây thì 15 rồi. Ngang nó khoảng 18. Thân thì nhỏ thôi. Thân nó có 10 à. 10. Dạ rồi. Dòng kim giòn mà anh em kiếm cây mini nó dạ vậy khó lắm đó. Kim thanh mai hoặc là những cái loại sắp đế khác thì nhiều nhưng kim giòn nó ít dữ lắm, ít người làm lắm. Rồi mã 12, 800 ngàn bao ship toàn quốc, kể cả chậu xi măng này luôn. 800. Dạ, rất là dễ thương. Tới 13 cũng là cây kim giòn luôn. Kim giòn luôn. Hôm nay có mấy cây kim giòn quái quái. Dạ. 600 ngàn bao ship toàn quốc.
kể ra cái chậu gốm này luôn. Cái này thì nó có cái co quái lắm à. Đây em đang chừa cái đuôi đó đây. Anh em nuôi cái này nó lớn lớn xíu rồi anh em bẻ xuống. Đây điểm về đây là cây này là thành phẩm luôn. Đó. Dạ. Chiều cao từ một chậu lên tới cái khô đó là 20. Ngang nó cũng khoảng hơn tấc. Bình thân thì nó khoảng cỡ 9 này. Nó rồi. 8 mấy không tới 9 này. Chỉ có 600 ngàn thôi. 600. Bao ship toàn quốc. Đang nằm chậu là 15. Luôn chậu đẹp luôn chú ơi. Dạ. Rồi. Đổi giúp em luôn. 14. Em có bán một cặp kim ba xưa kiển cổ tiếp. Cái này là kiển cổ là dáng là tam can ngũ thường anh em. Rồi, hồi nãy là cho một người đồng tứ đức phụ nữ ha, bây giờ là một người đàn ông tam can ngũ thường. Hoành thân của cây lớn là cỡ giết bích mình thôi. Mới định hình sơ sơ vậy thôi nha anh em, vậy anh em nuôi rồi đây tết là cây này nó ấm tàn là liền. Chiều cao nó khoảng 21. Cây này nó khoảng 22. Hai cây này nó tương đồng nhau mà anh ha. Hai cây này nó gần giống như vậy. Anh em mà vô cái chậu đẹp là chơi thôi. Rồi. Số 14. Giá nhiêu đây anh? Số 14 này cái lưu là 600 ngàn một cặp như vậy, bao ship toàn quốc. 600, dòng kim ba xưa. Dạ. Kim ba xưa mà anh em kiếm mấy cây nó già vậy là khó dữ lắm. Chỉ có ông chú này, ông cách nhà em khoảng 80 cây số mới mua của ổng nè. Chứ dòng dòng đây là kiếm không có luôn. Dạ, rồi. Mà hai ông này là ông ngáp ngáp, ông cũng bỏ ăn rồi. Mới ông đứt rồi cũng biết lấy cây kim ba xưa đâu chơi nè. Rồi. Mã số 14. Hy vọng là ông sẽ mạnh khỏe anh ha. Bảy mấy tuổi trời rồi. Bảy mấy tuổi trời hả? 15. Cũng kim ba xưa. Kim ba xưa. 550 ngàn. Cây này thì bao ship cả chậu vậy luôn. Cây này thì mới vô chậu vậy cho này mình coi thôi chứ chưa có trồng. Chú nhìn kỹ cái thân nữa ha. Nó cục rất là đẹp. Dòng kim ba xưa anh em cắt như vậy anh em khoan hả trồng ha. Cắt về mà để 5-6 ngày mình hả trồng, đừng có trồng liền. Dạ. Đó. Để cho nó gáo đầu rễ mình hả trồng. Rồi cây này lắc đẹp quá. Cao thì nó 14. Hoành thân thì nó cỡ đầu dứt lớn dưới lòng mình nè. Dạ. Rồi. Giá sao đây anh? Một cây vậy là 550 ngàn. Bao ship toàn quốc, cũng vô chậu sẵn vậy cho nên mình chơi luôn. Mã số 10 mấy đây? 15. 15, 16, 17. Đồng giá. Anh em nào coi trước thì ưu tiên đỡ trước ha. Rồi cho 15 xuống đi. 15, 16 nè. 16 cũng là một cây na ná giống nhau nữa của chú à. 15, 16. Anh em coi kỹ và lựa chọn ha. Em ghi số đàng hoàng, em không có lộn đâu mà anh em sợ ha. Cái mỗi cây mỗi dáng ha. 15, 16, 17. 15, 16, 17. 550, đồng giá luôn. Rồi. Cây này thì em vô chậu như cây kia rồi mới giao. Cây này thì nó đặc biệt cái là nó có hai cái này thì nó có hai... chưa có rễ nữa. Chưa có rễ sao rồi. Con thú vậy đó. 15, 16, 17. Nếu lấy hết 3 cây thì anh có bớt cho mình luôn. 3 cây thì em giảm lợi chút đỉnh. Dạ. Yeah. Mỗi cây 550. Siêu kim mini. Ba xưa. Nhưng mà 15, nó già lắm, già chút cái này. 17. Rồi. Đổi giúp em luôn. Con cây già mình nhìn nó khác liền. 18 là cái kim giòn tiếp tục. Kim giòn. Cây này anh em chơi 3 tay thì cắt hai nhánh này bỏ ha. Dạ. Còn nếu muốn bắt thêm tay thì nuôi này lại. Chừa cho anh em mình nè. Anh em thấy không? Đó. Bông mà ghê không? Rồi, chơi 3 thì cắt bỏ. Cây này có nguyên cái củ đế. Cao ông tính tới cái chớp này đó 20 nè. Ngang nó khoảng 16. Tổng hoành đế nó là 36. Dạ. Cái cục chỗ này thì nó cỡ cùm tay mình nè. Mã số 18. Một cây mai châu thủy kim giòn 650 ngàn bao ship toàn quốc. 650 thôi chú, rất là dễ thương chú.
cây bên đây có một hai cái điểm nó bị trái da nó xanh lại nè, đây một chỗ nè. Dạ. Đây một chỗ nè. Đó. Anh thấy nó cuốn vô ha. Không một nữa ha. Chỉ rõ cho mình ha. Còn rễ thì ngon lành không bị gì hết. Cây này cũng nằm chậu rút ra nè. Rồi. 650.000. 650. Dạ. Tới 19 là mã cuối cùng của clip hôm nay, là một cây da Nhật. Cây này cũng đang nằm chậu luôn. Đúng không anh? À, cái chồm rễ này. Đây có một chùm rễ nè, vậy anh em phối gì vô đó, bắt cầu, gắn bắt cầu làm tiểu cảnh gì đó ha. Dạ. Đó, mà trồng ở đây một cục đất, ở đây một cái đồi, một cái hòn ở đây riêng. Cho dòng nước chảy ngay đây, cho cá lội qua lội, nhìn đẹp lắm ha. Rồi, cái này phối tiểu cảnh anh ha, phù hợp luôn, cây da Nhật. Ê, nó bị cái này nó nặng quá. Cái này thì trong chậu người ta mới rút ra. Đó, để tượng trưng cho anh em coi đó. Em này dịnh cho đo luôn đi. Đây, dán bắt cầu không chứ mình làm hai chùm rễ. Từ gốc qua tới cái đoạn đây là nó 45. Dạ. Cao nó 35, ngang nó khoảng 25. Cây này là cây da Nhật Green luôn đó anh ha. Da Nhật Green. Không ghép không gì hết ha. Quần thân thì nó cỡ ngón chân cái em à. Dạ. Nó lớn hơn dưới lòng một chút. Mình làm cái dĩa của chú làm tiểu cảnh ha, cây này đẹp. Rồi, 800.000 mã số cuối cùng. 800 thôi anh hả? Bao ship toàn quốc 800.000 là hôm nay bán cây cũng vài trăm cho nên mình dễ chơi. Thời buổi khó khăn mà mua cây bạc triệu cũng đắn đo đó. Dạ rồi, 800 800.000 bao ship toàn quốc cái cây da Nhật này. Cũng là cây cuối clip luôn anh ha. Rồi, cây da Nhật này là cũng cây cuối clip. Cuối clip thì cũng không quên cảm ơn bà con anh em mình đã ủng hộ em trong những clip vừa qua. Và cũng rất mong được sự ủng hộ anh em trong clip này. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo. Dạ, rồi em chào anh Trọ luôn ha. Quý chú xem kênh nhớ ủng hộ anh Trọ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Lục Tỉnh Miền Tây ha quý chú. Cảm ơn quý chú rất nhiều và hẹn gặp lại quý chú.